Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Trước khi bắt đầu bài học, mời quý vị chắp tay, chúng ta đảnh lễ Đức Thế Tôn. Nam mô tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Chúng ta học tiếp kinh đoạn giảm. Sư tóm tắt lại lúc bây giờ đó. Ngài Mahachunda hỏi Đức Thế Tôn là một vị chưa có chứng thánh, vẫn còn là phàm, thì cái việc mà vị ấy đoạn trừ hoàn toàn các lậu hoặc thì như vậy nó có cái lợi ích gì hay không? Tức là vị ấy đoạn trừ hoàn toàn cái sở kiến, cái sở kiến, thì cái này á, nó có cái gì hay không, có được lợi ích gì hay không? Sở dĩ vị trưởng lão Mahachunda hỏi á, là ngài hỏi cho đệ tử của ngài, bởi vì đệ tử của ngài vướng phải cái tăng thượng mạng là chưa chứng nghĩ mình đã chứng, chưa đắc nghĩ mình đã đắc. Các vị ấy cho rằng là bản thân mình đã không còn những cái tà kiến nữa, tức là những suy nghĩ về tôi và của tôi. Thì lúc bấy giờ Đức Thế Tôn mới trả lời cho ngài trưởng lão Chunda là một người chưa có chứng đắc đạo quả thì không thể nào nói là mình không còn cái thân kiến hoặc suy nghĩ tôi và tôi là, không thể nào có cái đó. Bởi vì cái chuyện mà chúng ta sống một thời gian rất là dài với một nội tâm thanh tịnh, điều đó không có nghĩa là chúng ta hoàn toàn không còn ô nhiễm. Mà cái ô nhiễm đó, nó vẫn còn ngủ ngầm, nó vẫn còn trong tâm của chúng ta. Chẳng qua là chúng ta sống một thời gian dài không có thấy ô nhiễm mà thôi. Bởi vì các vị đệ tử của ngài Mahachunda đã chứng đắc các tầng thiền trong một thời gian rất dài. Các vị ấy không có suy nghĩ bất thiện. Trong một thời gian rất dài, các vị ấy không có suy nghĩ đây là của tôi, đây là tôi, không bao giờ có suy nghĩ đó. Cho nên các vị ấy tưởng lầm là mình đã đoạn trừ rồi, nhưng mà thực tế thì chưa, nó vẫn còn ở dạng phiền não ngủ ngầm. Tức là chỉ cần mà chúng ta lơ đãng không còn tu nữa thì những phiền não đó sẽ xuất hiện trở lại, hoặc khi nó gặp một cái thuận duyên thì nó sẽ xuất hiện trở lại. Ở trong chú giải có đề cập đến một trường hợp là một vị trưởng lão sống trong chỉ và quán. Vì ấy chứng đắc các tầng thiền
có được thần thông, chuyên tâm thực hành tuệ quán một thời gian rất dài, tâm vị ấy không ô nhiễm, vị ấy tưởng là mình đã chứng đắc thánh đạo thánh quả rồi. Thì lúc bấy giờ đó, một vị tỷ kheo đã chứng đắc thánh quả A-la-hán thì mới đến gặp vị này, bảo là bây giờ ngài hãy hóa hiện một cái ao sen có những cái bông hoa sen. Rồi sau đó đó lại bảo tiếp là ngài hãy hóa hiện một cô gái đứng múa ở trên hoa sen. Sau khi vị trưởng lão dùng thần thông hóa hiện ra ao sen và có một cô thiếu nữ đứng múa ở trên đó, thì vị thánh A-la-hán mới bảo vị trưởng lão: bây giờ ngài hãy nhìn kỹ vào người phụ nữ ấy, đây là mắt, đây là mũi, đây là các thành phần chi tiết và tổng quát của một người phụ nữ. Thì vị trưởng lão tập trung vào những cái chi tiết của cô gái. Lúc bấy giờ cái phiền não đã bỏ mất từ bao lâu nay rồi xuất hiện trở lại. Lúc bấy giờ vị này mới phát hiện ra là mình chưa chứng thánh, chẳng qua là trong một thời gian rất dài mình sống trong chỉ và quán, những phiền não không có cơ hội xuất hiện mà thôi, chứ mình hoàn toàn mình vẫn chưa bỏ được. Thế cho nên ở đây Đức Thế Tôn mới dạy là một vị đệ tử khi thực hành các tầng thiền chứng đắc, dù cho có được thần thông đi chăng nữa, lên tới tứ thiền bát định thì đó vẫn chỉ là hiện tại lạc trú, chứ chưa phải là thực hành pháp đoạn giảm. Mà việc thực hành pháp đoạn giảm cần phải thực hành như sau. Đây là chúng ta đi tới cái phần mà ngày hôm nay chúng ta sẽ học. Trước đó thì sư đã bảo quý vị là thay một số từ ha. Quý vị đã sửa nha. Rồi. Đây Đức Thế Tôn chỉ cho chúng ta phương pháp để thực hành pháp đoạn giảm. Này chúng ta, ở đây đoạn giảm được các người thực hiện khi các người nghĩ những kẻ khác là người làm hại. Chúng ta ở đây không thể là những người làm hại. Như vậy đoạn giảm được thực hiện. Những kẻ khác có thể sát sanh, chúng ta đây sẽ từ bỏ sát sanh. Như vậy đoạn giảm được thực hiện. Những kẻ khác có thể lấy của không cho, chúng ta ở đây sẽ từ bỏ lấy của không cho. Như vậy đoạn giảm được thực hiện. Những kẻ khác có thể không phạm hạnh, chúng ta ở đây sẽ sống phạm hạnh. Như vậy đoạn giảm được thực hiện. Ở đây đó sư đọc, không phải sư đọc cho vui, bởi vì chúng ta học kinh tạng thì đây là phương pháp Đức Thế Tôn hướng dẫn cho chúng ta cách để gột bỏ dần những cái lớp phàm để đi đến sự chứng đắc đạo quả cao thượng. Chứ còn bây giờ nếu như kinh mà chúng ta để qua một bên luôn thì như vậy chúng ta học là học cái gì? Nhớ nha. Cho nên những cái sự đọc á là những phương pháp thực hành tuần tự thứ lớp để chúng ta có thể gột bỏ dần những cấu uế của nội tâm. Giống như một người mẹ khi mà thấy đứa con lấm lem bùn lầy, người mẹ sẽ chỉ: bây giờ con cần phải đi tắm nha. Rồi bây giờ con tắm á thì con cần phải chà rửa kỳ cọ chỗ này cho nó sạch nè, bây giờ mẹ chỉ nha. Bắt đầu rồi con cần phải chà cái mặt nè, chà cái mặt thì bắt đầu từ cái trán trước,
Rồi sau đó con rửa tới cái gò má ha. Rồi con rửa tới cái mũi nè, con rửa tới cái miệng nè, con rửa tới cái con mắt nè, rồi con rửa tới cái lỗ tai nè, con rửa tới cái đầu nè, con rửa tới cái cần cổ nè, vân vân. Thì người mẹ ở đây hướng dẫn đứa con từng bước để làm sạch cái cơ thể bị bẩn. Như thế nào? Thì Đức Thế Tôn ở đoạn kinh này, Ngài hướng dẫn chúng ta từng bước để đoạn trừ ô nhiễm như thế ấy. Cho nên đoạn này chúng ta cần phải đọc, chúng ta cần phải để ý, cần phải suy tư và cần phải thực hành, chứ không phải là chúng ta đọc lướt nghe. Chỗ này không phải là chỗ đọc lướt, mà chúng ta cần đọc một cách cẩn trọng để chúng ta có thể áp dụng. Những cái mà chúng ta đã học ở bài kinh trước là bài kinh thí dụ tấm vải thì sư sẽ không nhắc lại nữa. Chỉ có một số điểm là chúng ta cần lưu ý mà thôi. Ví dụ như sống không phạm hạnh, số 4, những kẻ khác có thể không phạm hạnh, chúng ta ở đây sẽ sống phạm hạnh. Tức là đoạn này một vị tỷ kheo phải sống một cuộc đời ly dục, không phạm hạnh ở đây tức là không quan hệ nam nữ nha. Chúng ta muốn giải thoát thì chúng ta cần phải thực hành kiêng khem, đặc biệt là với các dục. Những kẻ khác có thể nói láo, chúng ta ở đây sẽ từ bỏ nói láo. Những kẻ khác có thể nói hai lưỡi, chúng ta ở đây sẽ từ bỏ nói hai lưỡi. Những kẻ khác có thể nói lời độc ác, chúng ta ở đây sẽ từ bỏ nói lời độc ác. Những kẻ khác có thể nói lời phù phiếm, chúng ta ở đây sẽ từ bỏ nói lời phù phiếm. Những kẻ khác có thể tham dục, chúng ta ở đây không tham dục. Những kẻ khác có thể có sân tâm, chúng ta ở đây sẽ không sân tâm. Những kẻ khác có thể có tà kiến, chúng ta ở đây sẽ có chánh kiến. Tới đây đó thì sẽ có những pháp mà chúng ta sẽ được học qua bài kinh Chánh Truy Kiến, tức là bài kinh số 9. Sau khi học xong bài kinh này, chúng ta sẽ qua bài kinh số 9. Cho nên là có những cái chi pháp sư cũng sẽ lướt qua, chứ sư không có nói chi tiết, bởi vì qua bài kinh sau chúng ta sẽ được học một cách chi tiết. Ví dụ như thế nào là chánh kiến, qua bài kinh Chánh Truy Kiến Ngài Xá Lợi Phất sẽ dạy cho chúng ta. Đây. Những kẻ khác có thể có tà tư duy, chúng ta ở đây sẽ có chánh tư duy. Những kẻ khác có thể có tà ngữ, chúng ta ở đây sẽ có chánh ngữ. Những kẻ khác có thể có tà nghiệp, chúng ta ở đây sẽ có chánh nghiệp. Những kẻ khác có thể có tà mạn, chúng ta ở đây sẽ có chánh mạn. Những kẻ khác có thể có tà tinh tấn, chúng ta ở đây sẽ có chánh tinh tấn. Những kẻ khác có thể có tà niệm, chúng ta ở đây sẽ có chánh niệm. Những kẻ khác có thể có tà định, chúng ta ở đây sẽ có chánh định. Những kẻ khác có thể có tà trí, chúng ta ở đây sẽ có chánh trí. Những kẻ khác có thể có tà giải thoát, chúng ta ở đây sẽ có chánh giải thoát. Những kẻ khác có thể bị hôn trầm thủy miên chi phối, chúng ta ở đây sẽ không có hôn trầm thủy miên chi phối. Những kẻ khác có thể có trạo hối, chúng ta ở đây sẽ không có trạo hối. Những kẻ khác có thể có nghi hoặc, chúng ta ở đây sẽ trừ diệt nghi hoặc. Những kẻ khác có thể có phẫn nộ, chúng ta ở đây sẽ không có phẫn nộ.
những kẻ khác có thể có oán hận, chúng ta ở đây sẽ không có oán hận. Những kẻ khác có thể có phản trắc, chúng ta ở đây sẽ không phản trắc. Những kẻ khác có thể ganh đua, chúng ta ở đây sẽ không ganh đua. Những kẻ khác có thể ganh tị, chúng ta ở đây sẽ không ganh tị. Những kẻ khác có thể sang tham, chúng ta ở đây sẽ không sang tham. Những kẻ khác có thể xảo trá, chúng ta ở đây sẽ không xảo trá. Những kẻ khác có thể giả dối, chúng ta ở đây sẽ không giả dối. Những kẻ khác có thể ương ngạnh, chúng ta ở đây không thể ương ngạnh. Những kẻ khác có thể cạnh tranh, chúng ta ở đây không thể cạnh tranh. Những kẻ khác có thể khó dạy, chúng ta ở đây sẽ dễ dạy. Những kẻ khác có thể là ác hữu, chúng ta ở đây sẽ là thiện hữu. Những kẻ khác có thể phóng dật, chúng ta ở đây sẽ không phóng dật. Những kẻ khác có thể là bất tín, chúng ta ở đây sẽ có tín tâm. Những kẻ khác có thể không xấu hổ, chúng ta ở đây sẽ có xấu hổ. Những kẻ khác có thể không sợ hãi, chúng ta ở đây sẽ có sợ hãi. Cái sợ hãi ở đây á, là cái úy nha. Xấu hổ là tàm, mà sợ hãi là úy. Tàm úy là sự hổ thẹn với tội lỗi và ghê sợ tội lỗi nha. Những kẻ khác có thể nghe ít, chúng ta ở đây sẽ nghe nhiều. Thì xin thưa với quý vị á, cái nghe ít á, cái nghe ít ở đây còn gọi là cái người gọi là thiểu học hoặc là nghe ít. Thì cái nghe ít thiểu học ở đây á, không phải là biết ít mà là không biết gì hết nha. Thí dụ như chúng ta học được một bài kinh, hai bài kinh một cách đúng đắn theo lời dạy của Đức Phật, thì chúng ta không gọi là người nghe ít hoặc không gọi là người ít học. Mà cái người ít học ở đây á, là người không biết một chút xíu gì hết. Nhớ dùm sư cái này. Còn cái người nghe nhiều hoặc gọi là người đa văn á, là người biết được lời dạy của Đức Thế Tôn, dù chỉ là một bài kệ 4 câu mà chúng ta nghe và thực hành một cách phù hợp, thì như vậy chúng ta vẫn được gọi là bậc đa văn. Rồi tiếp ha, số 41. Những kẻ khác có thể biến nhát, chúng ta ở đây sẽ siêng năng. Những kẻ khác có thể thất niệm, chúng ta ở đây sẽ an trú niệm. Những kẻ khác có thể thiếu trí, chúng ta ở đây sẽ thành thượng tuệ. Thì cũng tương tự như vậy, cái thiếu trí đó nghĩa là không có một chút trí tuệ gì cả thì gọi là thiếu trí. Còn cái người mà đã thành thượng tuệ á, có nghĩa là chúng ta hoàn toàn đầy đủ trí tuệ. Mà cái đầy đủ trí tuệ ở đây là bao gồm trí tuệ quán Vipassana. Qua cái đoạn tiếp theo thì quý vị thay dùm sư cái đoạn 44, thay dùm sư cái chữ nhiễm thế tục, cố chấp tư kiến, tánh khó hành xả, đổi lại dùm sư là kiến chấp, ngoan cố và khó từ bỏ. Có một số chỗ chúng ta cần phải thay đổi chữ, để cho thứ nhất là để nó sát nghĩa hơn, cái thứ hai là để cho nó tương đồng với bản chú giải. Chúng ta cần điều chỉnh cái bản chánh kinh, một số định nghĩa dịch việt trong chánh kinh đổi để nó tương ứng với chú giải, chứ không thể nào mà đổi cái chú giải để cho nó tương ứng với chánh kinh. Biết tại sao không?
tại cái mà chúng ta gọi là chánh kinh là một bản dịch Việt, dịch từ Pali sang, thì sẽ có một số chữ tiếng Việt á, nó chưa có phản ánh đúng cái ý nghĩa của bài kinh. Cho nên chúng ta cần dựa vào chú giải để chúng ta sử dụng từ ngữ đúng. Những kẻ khác có thể kiến chấp, ngoan cố, khó từ bỏ. Chúng ta ở đây sẽ không kiến chấp, không ngoan cố, dễ từ bỏ. Như vậy đoạn giảm được thực hiện. Thì cái kiến chấp, thưa quý vị, là gì? Kiến chấp là chúng ta tư duy sai lầm dựa trên cái thấy của mình. Tức là một vấn đề mình thấy như vậy, rồi bắt đầu á, mình tư duy, mà cái tư duy đó là sai lầm dựa trên cái thấy sai lầm. Ví dụ như mình thấy một người mắt hí, ăn mặc xốc xếch, đi vào chùa, có khi chúng ta nhìn, chúng ta đánh giá một cách chủ quan là người này nhìn mặt gian quá, coi chừng cẩn thận vô đây có thể ăn trộm ăn cắp. Nhưng mà có khi chưa chắc họ đã như vậy, nhưng mà chúng ta áp đặt cái nhìn của mình, rồi chúng ta bắt đầu tư duy dựa trên cái nhìn đó, mà đôi khi chúng ta tư duy sai lầm. Hôm rồi, cái hôm đầu đà, có một cô bán vé số, cổ vào chùa. Nếu như mình suy nghĩ một cách bình thường, cô này cổ vô chùa, chắc có lẽ cổ bán vé số, cổ không thấy này, chắc cổ cũng tính kiếm chác thì sao đây, đúng không? Đó, thường, thông thường chúng ta rất dễ có suy nghĩ đó, dựa trên cái quan điểm cá nhân. Nhưng mà rốt cuộc thì cổ chỉ đến cổ nghe pháp, cổ nghe nguyên đêm, cổ tham dự nguyên đêm, cổ không mời ai mua vé số cả. Ở thế gian chúng ta rất dễ đánh giá một sự kiện một cách chủ quan. Ở trong đạo cũng vậy, có đôi khi chúng ta vì mến mộ một cái người thầy nào đó, mến mộ một phương pháp tu hành nào đó, rồi từ đó đó chúng ta tư duy dựa trên người thầy đó, dựa trên sự dạy dỗ của người thầy đó, hoặc chúng ta tư duy dựa trên những cái mà chúng ta học, những cái mà chúng ta biết. Nó chỉ ngặt nổi là cái biết đó là cái biết sai lầm đó. Thì đó đó gọi là kiến chấp. Rồi cái ngoan cố là sự cố chấp bám chặt vào cái quan kiến của mình. Tức là một khi tôi đã nhận định cái này là đúng rồi đó, là tôi sẽ bám chặt vào nó, tôi dính chặt vào nó, tôi không thay đổi nữa. Thì đó đó trở thành cái sự ngoan cố. Và nhớ giùm cho là khi chúng ta có thái độ mà ngoan cố như thế, thì chúng ta rất dễ rơi vào tà kiến cố định. Mà một khi chúng ta đã rơi vào tà kiến cố định, Phật pháp nó không đi vào trong tâm của chúng ta được. Ngay cả khi chúng ta học chánh pháp, chúng ta cũng sẽ tư duy chánh pháp dựa trên tư kiến sai lầm của mình. Sư gặp và sư biết một số vị học giả mà trước khi đến với Phật giáo chính thống,
thì họ đã trải qua rất nhiều những cái tư duy, những quan điểm, những sự hành trì lầm lạc. Mà khi họ tiếp xúc đến Phật giáo chính thống, tức là lời dạy gốc của Đức Thế Tôn, sư không nói tông phái nào, sư chỉ nói là lời dạy gốc của Đức Thế Tôn, thì họ không chịu bỏ cái hiểu biết sai lầm ban đầu, mà họ dùng đó làm nền tảng để hiểu lời dạy của Đức Phật. Giống như một người mang một cái lăng kính, một cái kính mát màu hồng, màu đen, màu vàng, vân vân. Rồi khi mà vị ấy nhìn đời, nhìn cảnh vật, không chịu bỏ cái lăng kính đó xuống, thì dù nhìn cái gì nó cũng mang màu sắc của sự hiểu biết cũ. Cho nên nếu như quý vị có nghe một số người mà nói về Phật Pháp, cái nói của họ lạ lắm. Xin lấy ví dụ nha. Có người họ công nhận Đức Thế Tôn là một bậc đại trí tuệ, ngài giỏi vô cùng, ngài rất là tuyệt vời. Nhưng mà họ chèn thêm câu: mà chính bởi vì Đức Phật tuyệt vời như vậy mới thấy tưởng toàn năng. Hết hồn chưa? Tại họ nói tạo ra một Đức Phật như vậy là đứng toàn năng, ngài toàn năng, ngài mới tạo ra một cái vị giáo chủ như thế. Nó kinh khủng. Tức là họ đọc kinh, họ hiểu lời dạy của Phật, họ công nhận lời dạy của Đức Phật là lời dạy tuyệt vời, xài được, đi đến sự an lạc hạnh phúc. Mà như vậy nó củng cố thêm cái tà kiến của họ là cái đấng Chúa Trời của họ là đấng toàn năng, bởi vì cái đấng đó đã cử Đức Phật xuống, đã tạo nên Đức Phật. Thì ghê gớm chứ. Trời đất quỷ thần. Cho nên khi mà chúng ta dựa trên những cái quan kiến cũ, thì dù cho chúng ta tiếp xúc với chánh pháp thì chúng ta cũng tiếp xúc một cách không hoàn thiện. Có vấn đề, rõ ràng là có vấn đề. Chính bởi vì như vậy nó mới có cái định nghĩa, cái từ là khó từ bỏ. Khó từ bỏ nghĩa là sao? Khi mà mình gom góp sự hiểu biết của mình từ chỗ này ở chỗ kia, rồi là mình cho rằng chỉ có cái này là đúng sự thật thôi. Còn cho dù là Đức Phật có xuất hiện, cho dù các vị thánh có xuất hiện, cho dù các vị thiện tri thức có xuất hiện, có dạy dỗ thì họ cũng không nghe. Cái trên á, là còn nghe, mà nghe với cái lăng kính sai lầm. Còn cái dưới á, là nghỉ nghe luôn, khỏi nghe luôn. Cho nên vào thời Đức Phật, ngài giáo hóa rất nhiều người, từ chư thiên đến nhân loại, đi đến sự an lạc hạnh phúc tối thượng. Nhưng cũng có rất nhiều người ở gần kỳ viên tịnh xá, ngày ngày thấy chư tăng đi bát khất thực, chớ hề đặt bát cúng dường, và cũng không bao giờ đi vào chùa nghe pháp. Vào thời Phật đấy còn như thế, huống chi thời nay. Người ta có thể ở gần chùa đấy, nhưng có thể chưa bao giờ họ đặt chân vào chùa. Chứ đừng nói chi đến chuyện mà họ vào chùa, họ chịu ngồi, họ nghe pháp. Thì như vậy là mình uổng phí. Bởi vì mình cho rằng chỉ có cái sự hiểu biết của mình là đúng thôi, còn ngoài ra mình không nghe một ai cả. Mới đây, để coi, cách đây có mấy hôm thôi, sư nghe có một trường hợp. Bạn này hồi xưa, hồi trước
là bạn đó phụng sự, bạn đó hỗ trợ sư trong các cái công việc, nhưng mà bạn đó bỏ đi. Sư nghe nói lại, cái nguyên nhân bỏ đi là vì cái sự gần gũi. Cho nên bạn này một hôm mới hỏi sư là quan điểm của sư về một số vị dạy cái phương pháp nó tương đối, nó nghịch với cái lời dạy của sư. Thì trong cái mối thân tình thì sư nói thẳng, những vị này dạy như thế là tà kiến và hại đạo. Nhưng mà sư không ngờ là cái anh này nè, ảnh tôn thờ cái tay tà kiến đó, ảnh thờ cái tay tà kiến đó. Mà bây giờ mình nói ông, cái ông thầy, cái người mà ảnh ngưỡng mộ như vậy là tà kiến, ảnh bị sốc, anh chịu không nổi. Là trong khi đó, cái mà chúng ta biết á, chúng ta phải luôn luôn giữ cái quan điểm là cẩn trọng. Bởi vì chỉ khi chúng ta cẩn trọng, chúng ta mới đối chiếu những cái chúng ta nghe, những gì chúng ta học. Đối chiếu với cái gì? Đối chiếu với kinh và chú giải. Tại sao bây giờ sư cho dịch chú giải? Bởi vì khi chúng ta không có chú giải, thiên hạ muốn nói cái gì thì nói. Nói đằng đông mình nghe đằng đông, mà nói đằng tây mình nghe đằng tây. Mình không có cái cơ sở để mình kiểm chứng, bởi vì mình không biết Pali. Sư nói ngay cả cái chuyện ấy, nó có hai tình huống. Cái số đông nha, số đông là chúng ta nghe một vị nào đó giảng, nghe một vị nào đó dạy là chúng ta tin chết bỏ, không đối chiếu. Tại vì đối chiếu kinh tạng là sợ nghi ngờ thầy, hỏi thầy là sợ không tôn trọng thầy, sợ phạm thượng. Phật tử đi học đạo, đi nghe pháp, sư nói chớ hề mà gặp bất cứ ai hỏi thầy dạy cái đó ở trong kinh nào, sư dạy cái đó ở trong kinh nào, chớ hề nghe nói. Hiếm hồi lắm mới được một hai người. Trong cuộc đời tu sĩ của sư, sư nghe hỏi đâu được chừng 2-3 lần hết rồi. Mà sư dạy biết bao nhiêu người, chỉ có 2-3 người là chịu hỏi sư. Sư nói như vậy dựa vào đâu? Thì nói chi đến những trường hợp khác. Mà khi chúng ta tin chết bỏ như vậy, chúng ta bỏ đi cái sự cẩn trọng đối chiếu với kinh tạng, rồi á là chúng ta bám chặt vào lời dạy đó, chúng ta không có sự thay đổi. Thì như vậy chúng ta đi đến cái trường hợp là ngoan cố khó từ bỏ. Thì con đường tu hành đi đến sự giải thoát của chúng ta xa tích tấp. Hên ấy, thì gặp trúng vị thầy chánh kiến giảng dạy đúng chánh kiến, chúng ta đi lên. Mà xui á là gặp ông thầy tà kiến dạy chúng ta tà kiến thì chúng ta đi xuống. Mà quý vị nghĩ con đường tu hành giải thoát của mình mà dựa trên sự hên xui thì phải nói là quý vị can đảm quá. Sư không có cái gan đó. Rồi cái nhóm thứ hai, mà nhóm này là nhóm thiểu số, là có lòng kiểm tra, có lòng dò mà không có tài liệu. Dò thì giỏi lắm là dò được ở trong tạng kinh thôi, dò được trong chú giải thì rất là khó. Mà bữa tới chúng ta học qua bài kinh Chánh Truy Kiến, có một số cái điểm hay. Và cái chút xíu nữa chúng ta cũng có một cái điểm hay ở trong bài kinh này. Mà chúng ta không đọc chú giải làm sao chúng ta biết
Cho nên chúng ta cần phải tránh tránh cái trạng thái ngoan cố khó từ bỏ, mà người ta gọi là cứng đầu cứng cổ. Ráng chịu khó mở lòng mình ra để nghe những lời dạy có đôi khi nó nghịch với cái sự hiểu biết xưa giờ của mình. Mà khi chúng ta nghe những lời nghịch như vậy á, chịu khó đối chiếu kiểm tra. Và đây cũng là tinh thần của bài kinh Kalama, là chớ vội tin chỉ bởi vì nghe nói, chớ vội tin chỉ bởi vì ông thầy hợp với mình, chớ vội tin chỉ bởi vì nó phù hợp theo cái phong tục, chớ vội tin mà phải biết đối chiếu. Còn cái người từ bỏ thì là người biết lắng nghe, biết suy tư cái nào là đúng, cái nào là sai. Và khi cái điều mới họ nghe là đúng thì họ chấp nhận từ bỏ những điều cũ. Thì đây là người dễ từ bỏ. Thì như vậy pháp đoạn giảm được thực hiện. Như thế Đức Thế Tôn trình bày cho chúng ta con đường thực hành đi đến sự giải thoát giác ngộ một cách tuần tự. Ngài cũng giống như người mẹ chỉ cho đứa con thấy những chỗ bị dơ bẩn để có thể tắm rửa một cách sạch sẽ, không còn những cái bẩn nhơ nữa. Thì mỗi một cái lời dạy như thế này ấy, là mỗi một điểm chúng ta cần phải thực hành. Có những điều mà chúng ta đã học ở trong bài kinh, ví dụ tấm vải. Ở bài kinh trước thì dựa theo kinh và chú giải, sư đã giải thích rất nhiều những cái khái niệm rồi, những định nghĩa rồi. Với những ai mới chưa nghe thì vui lòng lên trên YouTube nghe lại bài kinh Trung Bộ số 7, ví dụ tấm vải. Rồi một số những cái sự thực hành sẽ được nhắc đến ở trong bài kinh số 9, là kinh Chánh Tri Kiến. Cho nên chúng ta sẽ lướt qua cái phần nội dung này. Chúng ta đi qua cái phần khởi tâm. Này Trung Đá, ta nói rằng sự khởi tâm rất lợi ích cho các thiện pháp, còn nói gì thân nghiệp, khẩu nghiệp phù hợp với tâm ý. Cái chỗ này nghĩa là sao? Nghĩa là chúng ta chưa cần làm hoặc nói gì cả, nhưng chỉ cần chúng ta khởi cái tâm thiện thôi, khởi cái lòng lành thôi, bản thân nó đó đã đạt được rất nhiều lợi ích rồi. Huống chi là chúng ta bắt đầu thực hành bằng lời nói hoặc hành động. Ở trong tạng luật có một lần một vị gia chủ xin thỉnh chư tăng đến nhà để dùng sáng để dùng trưa. Thì lúc bấy giờ á, buổi sáng ngày hôm đó chư tăng ăn no bụng rồi, không có để dành bụng cho buổi trưa. Cho nên là khi đến thì gia chủ bỏ rất nhiều đồ ăn ngon, nói nè chư tăng ăn đi, con bạch ngài, ngài tỉnh ngày ăn nhiều vào. Thì chư tăng từ chối, nói là sáng thì tôi ăn no rồi, cho nên bây giờ thôi lấy chút ít thôi. Thì cái người gia chủ rất là bực mình, nói là tại sao mà tôi đã dặn mấy thầy rồi là trưa nay tới đây chai tăng, mà sáng mấy thầy ăn cho nó no rồi bây giờ ăn không được nữa. Thì lúc bây giờ cái người gia chủ
bỏ đồ ăn vào trong bát các vị tỷ kheo á, bỏ một cách khá là hằn học và nói những cái câu rất là nặng lời. Và sau khi mà vị này bố thí cúng dường xong thì vị này cảm thấy hối hận. Hối hận là mình đã có những lời lẽ nặng nề đối với chư tăng, và nghĩ rằng mình đã làm những cái việc là tổn phước. Nói theo kiểu mình là làm những việc tổn phước. Thì người gia chủ mới đi đến bạch với Đức Thế Tôn, nói rằng: thưa Thế Tôn, hôm nay con đã làm những việc vô phước. Đó là con đã mời chư tăng, rồi con đã có những cái lời lẽ mà nặng nề đối với chư tăng như thế, thì như vậy chắc con không có chút phước nào hết. Thì Đức Thế Tôn ngài mới nói như thế này: khi ông có suy nghĩ cúng dường đến chư tăng, khi đó ông đã có phước. Ông chưa cần làm gì hết, ông chỉ cần khi mà ông vừa có suy nghĩ cúng dường đến chư tăng, khi đó ông đã có phước. Khi ông chuẩn bị thực phẩm để cúng dường đến chư tăng, khi đó ông đã có phước. Khi ông đặt bát đến chư tăng, cúng dường chư tăng, khi đó ông đã có phước. Thì vị gia chủ sau khi nghe như vậy thì vị gia chủ rất hoan hỷ và đi về. Nhưng mà chúng ta mở ngoặc một vấn đề, Đức Thế Tôn không nói với người gia chủ. Bởi vì nếu như ngài nói thì người gia chủ có thể là sẽ mất đi sự hoan hỷ và sống trong sự dằn vặt. Đó là cái việc mà mình bố thí, khi mình bố thí cúng dường bằng cái tâm trạng nóng giận, thiếu cung kính, nó sẽ cho ra hai thứ quả báo. Một là dung sắc xấu xí, và hai là sanh vào gia đình hạ liệt. Đời sau sanh ra nó sẽ cho cái dạng quả báo như vậy này: nhờ bố thí cúng dường được nhiều tài sản, đời sau anh này sẽ là một người nhiều tài sản này. Cái thứ hai, nóng giận với chư tăng cho ra quả báo xấu, giàu nhưng mà xấu, xấu tàn canh gió lạnh luôn, xấu. Cái thứ ba là do thiếu sự cung kính á, cho nên là sẽ sanh vào gia đình hạ liệt. Ví dụ như làm những cái nghề được cho là thấp kém, thì như vậy ảnh rất có thể sẽ trở thành người như thế này: người làm công ở đợ cho nhà giàu, hoặc nô lệ cho nhà giàu, nhan sắc xấu xí. Ví dụ như mắt chột, lưng gù, quá lùn, quá mập, quá ốm, quá cao, vân vân, vừa kỳ hình dị tướng, xấu xí, sanh vào trong một gia đình hạ liệt, làm những cái công việc thấp kém nhưng được hưởng lương cao. Lương thì cao á, tiền rất nhiều, nhưng mà lại bị cái nghiệp như vậy, thì quý vị thấy có đáng hay là không? Nhưng mà Đức Thế Tôn ngài sẽ không nói cái này, bởi vì nói như vậy á, cái người gia chủ đó họ sẽ sống trong một tâm trạng dằn vặt, cái đó không có nên. Mà Đức Thế Tôn ngài chỉ nói là khi ông có suy nghĩ bố thí là ông đã có phước. Khi ông chuẩn bị để ông bố thí là ông đã có phước. Khi ông đặt bát cúng dường là ông đã có phước. Thì vị gia chủ hoan hỷ đi về. Đây là cái sự khéo của Đức Thế Tôn. Thì ở đây cái mà sư muốn cho quý vị biết đó là khi chúng ta có cái ý định làm lành thôi, chúng ta chưa làm nhưng chúng ta có ý định, thì bản thân nó cũng đã có phước rồi. Chúng ta thấy người nghèo khổ, chúng ta có lòng, có ý muốn giúp,
thì chỉ cần cái suy nghĩ, cái ý muốn giúp đó, bản thân nó đã là công đức. Chưa cần mình làm gì hết, chưa cần mình nói hoặc mình hành động, chưa gì hết. Chỉ cần mình có cái suy nghĩ đó là nó đã có phước. Huống chi là mình thể hiện ra lời nói hoặc hành động. Mình vào chùa cũng vậy. Mình thấy chùa lá nhiều quá, mình có suy nghĩ muốn quét sân, là cái suy nghĩ đó đã có phước rồi. Mình thấy chùa, mình có suy nghĩ muốn bố thí cúng dường, là suy nghĩ đó đã có phước rồi. Huống chi là chúng ta đi đến lời nói hoặc hành động. Và cái điều tiếp theo là cái việc mà sanh khởi tâm, nó đem lại cho chúng ta sự an vui, và nó là cái nhân để cho chúng ta thực hành một loạt các thiện pháp về sau. Như thế nào? Đó là khi chúng ta có cái suy nghĩ bố thí, thì khi đó đó chúng ta mới bắt đầu lên kế hoạch. Thấy vị này cần cái gì, thí dụ như cần đồ ăn nè, cần y áo nè, rồi hoặc là cần chi phí đi lại vân vân. Chúng ta suy nghĩ từ cái chuyện muốn bố thí, nó mới dẫn đến là mình suy tư cái người đối tượng họ cần cái gì. Thí dụ như thấy một đứa bé nó đang lạnh, nó run, nó co ro thì biết nó cần cái áo ấm chẳng hạn. Rồi từ cái suy tư đó, chúng ta mới bắt đầu nghĩ tiếp là mình như vậy là mình cần mua, thí dụ như cần mua cái áo ấm, thì cái áo ấm đó cần mua ở chỗ nào. Rồi mình mới bắt đầu đi đến cái chỗ bán áo, rồi chúng ta mới mua áo. Rồi sau khi chúng ta mua áo, chúng ta đem áo từ chỗ mua đi đến đứa bé đó, rồi chúng ta cho đứa bé. Thì một loạt những cái hành động thiện đó, từ khi chúng ta suy tư cho đến khi chúng ta hành động, thì có phải là nó bắt đầu từ ý muốn, bắt đầu từ sự khởi tâm. Thì khi chúng ta khởi tâm, nó là nhân cho một loạt những hành động thiện tiếp theo. Việc tu cũng vậy. Thế cho nên Đức Thế Tôn mới nói, việc đầu tiên là chúng ta phải khởi tâm suy nghĩ là ta sẽ không làm hại, bất hại. Rồi từ đó đó, chúng ta mới đi đến hành động. Ví dụ như thấy một tên hung dữ, nó tới nó gây sự với mình, với cái khả năng của mình là mình kêu 500 anh em là tới là xử đẹp nó. Nhưng mà mình khởi cái lòng không làm hại, cho nên dù cho nó cư xử có hống hách như thế nào, chúng ta quyết định là mình không làm hại, mình mới nhẫn nhịn. Cho nên có nhiều người họ không làm hại người khác không phải vì họ không làm được, mà bởi vì họ không muốn làm. Mà cái đó xuất phát từ đâu? Xuất phát từ sự khởi tâm. Có một anh, ảnh bị người ta làm hãm hại, mà ảnh phải rơi vào vòng lao lý. Khi ảnh đi vào, ảnh rất là hận. Ảnh nói là bây giờ mình mà chỉ cần là mình chơi nó một cái là nó chết liền. Nhưng mà ảnh suy nghĩ lại và ảnh buông bỏ cái ý định trả thù. Thì nó phải bắt đầu từ sự khởi tâm.
Khi chúng ta khởi lòng, khởi tâm không làm hại thì từ đó nó mới đi ra quyết định không làm hại, rồi mới đi ra hành động không làm hại. Tương tự như vậy, chúng ta khởi tâm từ bỏ sát sanh, rồi khi đó chúng ta mới từ bỏ sát sanh. Thấy con muỗi nó đậu lên trên tay của mình, lẽ ra là mình đập nó chết rồi, nhưng mà mình khởi tâm không sát sanh, rồi từ đó đó mình mới kìm lòng mình lại, để cho con muỗi nó cứ chết đi. Quý vị biết là con muỗi ở trong chùa đó, không biết quý vị có để ý hay không, nó lạ lắm, nó lạ lắm, sự nó lạ lắm. Có khi á, sư thấy nó đậu ở trên tay á, khều đó, nó không chịu đi, nó không chịu đi. Chứ còn con muỗi ở nhà quý vị á, mình vừa mới dơ cái tay lên là con muỗi nó bay mất rồi. Mà con muỗi ở chùa á, khều nó không chịu đi. Tại sao? Sư chỉ suy nghĩ là đơn giản, thứ nhất là mình không có ý ác. Con muỗi nó thừa sức biết là mình không có ý ác với nó, thành ra nó không sợ. Nhưng cái thứ hai là chắc có lẽ là xưa giờ đời muỗi cha, đời muỗi ông nội, đời muỗi ông cố nội chưa bao giờ bị đập chết trong chùa, cho nên là nó nghĩ là nó cũng không có bị đập chết trong chùa, thành ra là nó thoải mái. Mai mốt nó cũng sẽ dạy con, nó dạy cháu, nó cứ chích thoải mái với ông thầy chùa để mấy ông không có đập đâu. Đó. Thì khi mà chúng ta khởi cái tâm á, thì nó mới đi đến cái hành động. Cái chuyện mà con muỗi nó đậu lên trên mình á, mà mình không đập nó cần sự rèn luyện, chứ không phải tự nhiên mà có. Bởi vì thói quen của chúng ta là gì? Thấy muỗi là đập. Thấy muỗi mà không đập cần rèn luyện. May phước là đời thầy chùa chưa bị sốt xuất huyết. Còn vị nào bị sốt xuất huyết rồi thì thôi chia buồn. Tương tự với các cái pháp còn lại ha. Tức là ở đây Đức Thế Tôn dạy chúng ta là muốn bắt đầu thực hành các pháp này, việc đầu tiên là chúng ta phải khởi tâm, có lòng muốn làm, khi đó chúng ta mới làm được. Đừng coi thường quan trọng. Từ cái khởi tâm này ngó vậy chứ quan trọng lắm. Quý vị thực hành đi rồi sẽ thấy tất cả mọi sự ở đời đều bắt đầu từ cái anh khởi tâm này hết trơn. Tập nha, ráng tập. Chúng ta qua phần tiếp theo là phần từ bỏ. Thì ở đây sư gọi đó là sự đối trị. Bởi vì sao? Đức Thế Tôn nói này Chuyên Đá, giống như một con đường không bằng phẳng, có một con đường bằng phẳng khác đối trị. Này Chuyên Đá, giống như một bến nước không bằng phẳng, có một bến nước bằng phẳng đối trị. Cũng vậy này Chuyên Đá, vân vân. Với con người làm hại có sự không làm hại là đối trị. Thì ở đây á, có nghĩa là Đức Thế Tôn dạy chúng ta có rất nhiều những vấn đề. Muốn giải quyết vấn đề đó, chúng ta phải dùng phương pháp đối nghịch với nó thì mới giải quyết vấn đề đó được. Như vậy đó, chúng ta xét coi bản thân chúng ta có bao nhiêu vấn đề thì chúng ta chỉ cần dùng cái pháp đối nghịch với nó để chúng ta giải quyết. Ví dụ như cái người mà mê sắc sanh thì phải dùng pháp đối nghịch là bất hại, là không sắc sanh.
để đối nghịch với nó. Cái người mà thích chửi mắng người khác thì phải dùng pháp đối nghịch là không nói lời ác độc, không chửi mắng người khác. Chẳng những vậy mà chúng ta cần phải học cách nói lời mềm mỏng, đối nghịch lại. Chúng ta phải dùng các pháp thiện để đối trị các pháp bất thiện. Quý vị có thể nghe những cái lời dạy mang tính chất đối trị như thế này trong rất nhiều bài kinh. Ví dụ như hận thù diệt hận thù, đời này không có được. Không hận diệt hận thù là định luật ngàn thu. Bố thí bố thí thắng sang tham, đúng vậy. Bố thí thắng sang tham mà chân thật thắng hư ngụy. Còn cái câu đầu là cái gì quên mất rồi. Thì ở trong Kinh Tạng, Đức Thế Tôn dạy rất nhiều những cái phương pháp mà đối nghịch với nó. Đúng rồi. Từ bi thắng sân hận, hiền thiện thắng hung tàn, bố thí thắng sang tham, chân thật thắng hư ngụy. Thì quý vị thấy, chúng ta phải dùng các pháp đối nghịch để chúng ta giải quyết vấn đề. Thì khi mà chúng ta thực hành những phương pháp mang tính chất đối trị như vậy, thì chúng ta mới dễ dàng đi đến sự giải thoát giác ngộ. Còn nếu như chúng ta dùng những cái phương pháp mà nó không đối trị trực tiếp, một là nó không hiệu quả, hai là nó hiệu quả nó chỉ một ít thôi, nó rất hạn chế. Thí dụ như một người mà có cái tham dục, khi tham dục mà sanh khởi, có rất nhiều phương pháp đối trị. Nhưng mà trong các phương pháp đó thì mình lại đi thực hành cái phương pháp là rải tâm từ. Thì phương pháp rải tâm từ ấy, ví dụ như bây giờ tôi thương cái cô đó quá, mà thay vì tôi quán bất tịnh nè, tôi quán tử thi nè, tôi quán tam tướng nè, tôi thực hành tứ niệm xứ, tôi lại đi rải tâm từ tới cái cô đó, thì làm sao mà mình hết? Có trường hợp ở trong Thanh Tịnh Đạo có nói, một anh cư sĩ trong ngày bát quan trai giới, ảnh rải tâm từ đến vợ của ảnh, cái dục nó khởi lên, ảnh không dùng phương pháp khác, ảnh vẫn tiếp tục ảnh rải tâm từ đến với vợ của ảnh. Kết quả là ảnh tung cửa để ảnh đi đến gặp vợ của ảnh. Thì như vậy, cái cách tốt nhất để chúng ta giải quyết các phiền não, các lậu hoặc của chính mình, đó chính là sử dụng các phương pháp đối trị. Mà ở đây nè, Đức Thế Tôn đã chỉ cho chúng ta rất nhiều những phương pháp đối trị, tới 44 đoạn lận. Thì chúng ta có thể xem xét, học tập và xem coi vấn đề của mình là ở chỗ nào, và mình sẽ thực hành phương pháp đối trị với nó. Khi mà chúng ta thực hành như vậy á, thì chúng ta dễ dàng đạt được sự an lạc và dễ dàng đi đến sự giải thoát giác ngộ. Có rất nhiều phương pháp để có thể đi đến sự an lạc, nhưng đây là phương pháp ngắn nhất. Rồi đến cái đoạn hướng thượng. Này Trung Đá,
ví như các bất thiện pháp tất cả đều hướng hạ, còn các thiện pháp tất cả đều hướng thượng. Cũng vậy này Trương Đá, con người không làm hại hướng thượng, con người không làm hại hướng thượng với người làm hại, con người từ bỏ sát sanh hướng thượng đối với người sát sanh. Thì ở đây á, có nói tại sao lại chia ra cái chuyện mà hướng thượng với không hướng thượng, là để cho chúng ta thấy khi mà chúng ta làm các cái pháp bất thiện, nó sẽ cho cái quả tục sanh, tức là cho cái quả báo là những sự không ước muốn, không vừa lòng. Cho nên chúng ta gọi đó là pháp đưa đến sự hạ liệt. Ví dụ như chuyện chúng ta sát sanh, nó sẽ dẫn chúng ta đi xuống địa ngục. Đừng có nghĩ cái chuyện chúng ta giết một cái con chuột, giết một con ruồi, con muỗi, hoặc như vừa rồi đó, đứa bé nó hành hạ con mèo, đừng nghĩ là đó là chuyện đơn giản. Tất cả các điều bất thiện đó hoàn toàn có thể dẫn chúng ta đi địa ngục, bất kể chúng ta bao nhiêu tuổi. Nó giống như một cái ổ cắm điện, có điện thì dù cho người lớn đưa tay vào vẫn giật như thường, mà một đứa nhỏ nó không biết gì cả, nó chọt tay vô thì nó vẫn giật y chang người lớn. Mình không thể nào nói là đứa nhỏ nó không biết gì hết thì nó chọt tay vô cắm điện thì nó phải bị giật nhẹ hơn, thì không có vụ đó. Bị giật là y như nhau. Một người ấy, dù cho họ bao nhiêu tuổi, dù cho là một đứa nhỏ hay là một người già, dù cho họ biết đạo hay không biết đạo, làm ác vẫn phải chịu quả báo như thường. Và cái quả báo đó sẽ đưa chúng ta đến các hoàn cảnh không mong muốn, những điều chúng ta khổ, những điều chúng ta tránh né, nó sẽ cho quả báo. Cho nên khi mà chúng ta xét lại hoàn cảnh của mình, thí dụ như chúng ta đang phải chịu những hoàn cảnh không vừa lòng, thì hãy suy tư do đâu mà mình phải chịu cảnh này. Ví dụ như bây giờ tôi xấu, do cái nghiệp gì mà nó làm cho tôi xấu? Nó có thể là nghiệp hung dữ, sân hận, cái nghiệp sân ấy, hoặc là nghiệp làm hại chúng sanh khác, làm cho mình bị xấu. Biết như vậy thì mình phải từ bỏ cái pháp hạ liệt, là từ bỏ sự sân hận. Hoặc là mình thấy một cái đứa nhỏ nó bị chết yểu, nó bị tai nạn, thì chúng ta phải xét coi do đâu mà một người như vậy phải chịu cái quả báo thế này. Do đâu? Do nghiệp sát sanh. Khi quả nó trổ, không cứu nổi. Như cái vụ vừa rồi đó, quý vị thấy là cả một quốc gia, cái nguồn lực cả một đất nước tập trung để cứu, cứu không nổi. Khi nghiệp tới, cản không được. Mà do đâu mình chết yểu? Do nghiệp sát sanh. Cho nên cái chuyện sát sanh là pháp hạ liệt, đưa đến sự hạ liệt. Thì khi mình biết như vậy, mình phải từ bỏ. Rồi ngược lại, các pháp thiện thì cho quả tục sinh là những điều đáng ước muốn, đáng như ý, đáng vừa lòng.
Cho nên đây gọi là các pháp đi đến sự cao thượng. Thành ra khi mà chúng ta suy xét bản thân, chúng ta thấy chúng ta có được những quả lành. Ví dụ như chúng ta có sắc đẹp, phải xét coi nhờ đâu mà mình có sắc đẹp. Một là nhờ đời trước mình có bố thí. Hai là nhờ đời trước mình ít nóng giận. Nhiều quả lắm, sư chỉ đơn cử hai cái loại quả thôi. Thì mình muốn như vậy đó, muốn tiếp tục đời sau vẫn xinh đẹp thì mình phải tiếp tục nỗ lực. Một là bố thí, hai là ít nóng giận. Sư nói vui, thay vì cứ niệm nam mô này nam mô kia, mấy bà mấy cô niệm giùm sư câu này: giận là xấu, giận là xấu, giận là xấu, giận là xấu, hiệu quả hơn. Hứa là hiệu quả hơn. Mỗi lần mà nóng giận, niệm giận là xấu, giận là xấu, giận là xấu. Tại vì cái cơn nóng giận á, cho quả báo xấu xí. Thành ra khi mà chúng ta có được cái cảnh vừa lòng thì chúng ta suy tư, thứ nhất, nhờ đâu mà mình có cảnh vừa lòng. Thứ hai là nhờ mình muốn được những cảnh vừa lòng như vậy nữa thì mình cần phải làm cái gì. Chính vì lẽ đó Đức Thế Tôn mới chỉ cho chúng ta một loạt những pháp. Đây là những pháp đi đến sự hà liệt, và đây là những pháp đi đến sự cao thượng. Đây là các pháp bất thiện và đây là các pháp thiện, để cho chúng ta biết mà thực hành. Khi chúng ta thực hành theo những pháp mà được Đức Thế Tôn đề cập ở trong Kinh Tạng, là chúng ta đang từ bỏ dần con đường xa đọa và đi đến dần con đường cõi người, cõi trời và cảnh giới Niết Bàn. Những điều thiện mà chúng ta làm, nó sẽ là nhân, là duyên quan trọng cho sự an lạc đời sau. Tiếp ha, đến cái pháp môn giải thoát. Ở đây nè, đây là cái đoạn rất là thú vị, rất là hay. Này chun đá, con người tự mình bị rơi vào bùn lầy, có thể kéo lên một người bị rơi vào bùn lầy, sự tình ấy không thể xảy ra. Này chun đá, con người tự mình không rơi vào bùn lầy, có thể kéo lên một người bị rơi vào bùn lầy, sự tình ấy có thể xảy ra. Này chun đá, con người tự mình không được nhiếp phục, không được huấn luyện, không được hoàn toàn giải thoát. Tự mình có thể nhiếp phục, huấn luyện và hoàn toàn giải thoát người khác, sự tình ấy không thể xảy ra. Một người được nhiếp phục, được huấn luyện, được hoàn toàn giải thoát. Tự mình có thể nhiếp phục, huấn luyện, hoàn toàn giải thoát người khác, sự tình ấy có thể xảy ra. Thì ở đây thứ nhất là cái bùn lầy mà Đức Thế Tôn ví dụ ở đây là tượng trưng cho ngũ dục nha. Tức là các cái pháp hưởng thụ ở thế gian tượng trưng cho ngũ dục. Còn cái người mà bị rơi vào bùn lầy là người chìm đắm trong ngũ dục. Ở đây nè, nó có hai ý nghĩa. Thứ nhất là mình muốn giải thoát giác ngộ. Tự mình muốn giải thoát giác ngộ mà mình lại không thực hành các phương pháp đi đến giải thoát giác ngộ thì sự tình ấy sẽ không thể xảy ra. Tức là mình muốn giải thoát, mình muốn được hạnh phúc mà mình không chịu từ bỏ sát sanh, không chịu từ bỏ trộm cắp,
không chịu từ bỏ tà hạnh trong các dục, vân vân. Mà mình muốn giải thoát, giải thoát ở đâu ra? Hiểu không? Cái người mà không thể nhấc lên khỏi bùn lầy là chính mình á, chỉ mình á. Mình muốn nhấc mình lên khỏi bùn lầy thì việc đầu tiên là cái tâm của mình nó phải hướng thượng trước. Tâm mình vẫn chìm trong ngũ dục mà mình đòi thoát, giải thoát là giải thoát như thế nào? Giống như trường hợp mà Bồ Tát khi Ngài thực hành khổ hạnh, Ngài có suy nghĩ như thế này: giống như một cái khúc gỗ nằm ở dưới nước thì dù có nỗ lực, cũng nỗ lực chà sát thanh gỗ cũng không thể tạo ra lửa. Cũng giống như một người chìm đắm trong ngũ dục, dù cho họ có thực hành như thế nào đi chăng nữa thì họ cũng không thể đi đến sự giải thoát giác ngộ. Rồi cũng giống như một khúc gỗ được vớt lên khỏi mặt nước nhưng mà vẫn còn ướt, chưa được khô ráo, thì dù có nỗ lực chà sát cũng không thể nào tạo ra lửa. Cũng như vậy, một người mặc dù thân của họ đã đi ra khỏi các dục, tức là sống đời sống xuất gia, không còn chung chạ trong đời sống cư sĩ nữa, nhưng mà tâm của họ vẫn còn chìm đắm trong ngũ dục, vẫn còn tơ tưởng đến dục, thì dù cho vị ấy có thực hành thế nào đi chăng nữa, vị ấy cũng không thể đi đến giải thoát giác ngộ. Rồi giống như một khúc gỗ mà sau khi được vớt lên khỏi mặt nước, được để cho khô ráo mà chà sát, nhưng mà chà sát chưa nóng mà đã buông, thì dù cho chà cả một đời thì cũng không thể tạo ra lửa. Cũng giống như một vị xuất gia từ bỏ đời sống ngũ dục, nội tâm của vị ấy cũng không còn chìm đắm trong ngũ dục, nhưng vị ấy không có sự nỗ lực tinh tấn thực hành một cách đúng mức, thì vị ấy cũng không thể đi đến sự giác ngộ giải thoát. Mà chỉ có một khúc gỗ được vớt ra khỏi mặt nước, được để cho khô ráo, được chà sát một cách liên tục, thì khúc gỗ ấy mới có thể tạo ra lửa. Cũng vậy, giống như một người từ bỏ đời sống thế tục đầy ngũ dục, sống đời sống tu sĩ, tâm của mình được gột bỏ sạch khỏi những suy nghĩ về ngũ dục, có sự nỗ lực thực hành một cách đúng đắn, thì vị ấy mới đi đến sự giác ngộ giải thoát. Thì cái ví dụ đó nó tương đương với cái ví dụ ở đây, tức là khi một người bị rơi xuống bùn thì không thể nào lôi người khác ra khỏi bùn. Giống như chúng ta thân còn đang chìm trong ngũ dục mà cái tâm của chúng ta chưa chịu ly dục, thì tu hành giải thoát là giải thoát cái kiểu gì? Đây là ý nghĩa đầu tiên mà chúng ta cần phải biết. Cái ý nghĩa thứ hai là cái ý nghĩa mà nhiều người hiểu nhầm. Quý vị sẽ thấy một số lập luận là tu phải chứng thiền thì mới được dạy thiền người khác, tu phải chứng thánh thì mới được dạy người khác tu. Anh chưa chứng thánh là anh không được dạy người khác tu. Đây là một cái loại tà kiến mà người ta chỉ đơn thuần nghe ông thầy của họ dạy sao là họ tin vậy. Tại vì ông thầy đó vỗ ngực xưng tên là ta đây chứng đắc đạo quả rồi, cho nên ta mới có tư cách dạy người khác. Ta đây là chứng thiền, là nói chung là cái chứng gì á thì mới có tư cách dạy người khác.
Còn mấy người khác là hàng phàm phu tục tử, không chứng thiền, không chứng thánh mà dạy người khác là dạy như thế nào? Thì ở trong chú giải cái đoạn này rất thú vị. Cái đoạn chú giải này nó đánh sập cái thứ tà kiến đó. Trong chú giải nói cái gì? Nói là đó, nếu như mà nói rằng một người chưa giác ngộ thì không thể dạy người khác giác ngộ được, tại sao thực tế cho thấy rất nhiều những vị chứng đắc đạo quả vào thời Đức Phật nhờ sự dạy dỗ từ những vị phàm phu, phàm tăng, tức là một vị tỷ kheo còn phàm, tức là một vị pháp sư hoàn toàn phàm 100%, đi giảng dạy giáo lý, đi dạy người khác chứng thánh đạo thánh quả, vì ấy vẫn cứ còn phàm. Tức là đệ tử là chứng thánh mà ông thầy vẫn còn phàm. Tại sao có sự kiện đó? Nếu như chúng ta căn cứ theo bài kinh này, tại sao có sự kiện đó? Thì trong chú giải giải thích rằng những vị thuyết pháp đúng theo chánh pháp là những vị sứ giả của Như Lai, là những người hành Như Lai xứ, tác Như Lai sự, tức là những vị làm sứ giả của Như Lai, truyền đạt lại lời dạy của Đức Thế Tôn. Được mô tả giống như những người sứ giả truyền cái lệnh thánh chỉ của nhà vua, truyền cái lệnh xuống dưới cho những người khác nghe. Thì cái lệnh đó không phải là những người sứ giả tự chế ra, mà chỉ có nhiệm vụ là đem cái thánh chỉ đem xuống cái người cần nghe. Cũng vậy, những vị pháp sư là sứ giả của Như Lai, chịu trách nhiệm đem lời dạy của Đức Thế Tôn truyền bá lại cho người khác. Thì khi người khác lắng nghe là nghe lời dạy của Đức Thế Tôn thông qua vị pháp sư truyền đạt, chứ không phải là bản thân sự chứng đắc của vị pháp sư đó. Cho nên khi mà cái người nghe đó chứng đắc được đạo quả là nhờ vào sự giác ngộ của Đức Thế Tôn, chứ không phải là nhờ sự giác ngộ của những vị sứ giả đó. Tuy nhiên, không phải vì như vậy mà chúng ta đánh giá thấp những người sứ giả của Đức Thế Tôn. Bởi vì sao? Trong Tăng Chi Bộ Kinh chương 3 pháp, Đức Thế Tôn nói có 3 hạng người khó tìm ở trong đời. Hạng thứ nhất là một vị chánh đẳng chánh giác. Đây là hạng người khó tìm ở trong đời. Hạng thứ hai là hạng người thuyết giảng lại lời dạy của một vị chánh đẳng chánh giác một cách đúng đắn. Hạng người này khó tìm ở trong đời. Và hạng thứ ba là hạng người biết tri ơn và báo ơn. Hạng người này là hạng người khó tìm ở trong đời. Cho nên cái đoạn chú giải này sư nói đánh giá là một đoạn rất là hay. Nhờ như vậy chúng ta hiểu là tại sao ở trong Phật giáo lại có những trường hợp ông thầy còn phàm mà dạy ra đệ tử chứng thánh, là nương nhờ lời dạy của Thế Tôn, nương nhờ sự giác ngộ giải thoát của Đức Thế Tôn. Như vậy đó, chúng ta có thể tự tin thực hành theo giáo pháp của Thế Tôn. Dù cho quý vị ở đây chưa có ai chứng thánh hết, các sư, những vị giảng sư, những vị pháp sư, những vị sứ giả Như Lai chưa ai chứng thánh hết, nhưng chỉ cần trong thế gian này ngày nào còn có người
thực hành theo bát chánh đạo, ngày đó vẫn còn có thánh nhân. Quý vị hoàn toàn có thể tu tập đi đến sự giải thoát giác ngộ. Và ngày hôm nay chúng ta học tới đây, xin chia đều phần phước này đến tất cả chúng sanh, mong cho tất cả chúng sanh được thọ hưởng tùy ý. Sau khi đã thọ hưởng rồi, được thoát khỏi những điều thống khổ, được kết quả làm người, quả trời cùng quả niết bàn. Nguyện cầu tam bảo từ hàng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thể chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại sớm tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sân Khai Giá. Mời quý vị chắp tay chúng ta hồi hướng. Y đăng mê bùn nhân Nibbanasa Pachayu Hồ Tu Y Măng Nô Bùn Nha Phà Găng Sabba Sattà Năng Đề Ma Sa Thu Sa Thu Sa Thu. Chúc quý vị ăn vui. Akasattha cha bhummattha divanaga mahitika punyantang anumoditva chirang rakkantu sasanam.